Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của trang Trí Nội Thất Thuận Phát. Và trong video này mình sẽ tiếp tục để giới thiệu cho các bạn thêm một cách phối màu cho phòng ngủ vừa đơn giản, hữu ích, tiết kiệm chi phí, giá rẻ nhất hiện nay trên thị trường vật liệu trang trí nội thất tại Việt Nam. Và các bạn thấy video này hay, hữu ích thì hãy đừng quên đăng ký kênh và hãy nhớ bấm chuông bên cạnh nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo khi bên mình đăng tải lên kênh YouTube nhé các bạn nhé. Như các bạn đã nhìn thấy trên video này thì bên mình đang thi công một phòng ngủ với chi phí tầm khoảng 20m² với xốp dán tường 3D giả gạch. Siêu sang trọng luôn nha các bạn nhé, giá rất rẻ và bền. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây, màu hồng, xốp dán tường 3D giả gạch màu hồng được phối kết hợp với xốp dán tường 3D giả gạch màu trắng nha các bạn nhé. Đấy, chi phí phù hợp với 3 tiêu chí của người tiêu dùng hiện nay. Đấy là bền, rẻ và đẹp nha các bạn nhé. Đấy, sản phẩm số 1 tại Việt Nam đang được hàng triệu người tiêu dùng ưa chuộng và sử dụng trong những năm gần đây. Và đây là cái công trình bên mình đang thi công và mình đang quay lại để giới thiệu và review lại cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng được những cái vẻ đẹp này. Đấy, trong cái quá trình các bạn tìm hiểu về những cái sản phẩm mới lạ này ấy, thì nếu các bạn có nhu cầu hay là cần tư vấn gì thêm thì hãy liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được nhân viên tư vấn nhiều hơn nhé các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Và đây các bạn có nhìn thấy đây ạ, màu hồng được kết hợp với màu trắng, nó rất là tao nhã, hài hòa. Nó không lè loẹt như những cái tông màu khác. Và những hai tông màu này đi với nhau rất là hài hòa luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể theo dõi để có những cái phương án thiết kế cho cái phòng ngủ của mình được sang trọng, được hài hòa trong phòng ngủ mà vừa không đậm vừa không lè loẹt nha các bạn nhé. Đấy, những cái tông màu rất là hài hòa luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy video này hay thì hãy đừng quên chia sẻ video này đến cộng đồng mạng, đến tất cả bạn bè để các bạn để bạn bè có thể theo dõi được những cái tông màu, được những cái cách phối kết hợp như thế này mà chỉ có các bạn mất tiền thiết kế thì người ta mới thiết kế cho các bạn nhé. Và các bạn xem video này là hoàn toàn miễn phí nhé các bạn nhé. Đấy, hoàn toàn miễn phí, không phải mất tiền để các bạn có thể thuê thiết kế bên ngoài. Những cái tông màu rất là đẹp giữa hồng và trắng. Đấy, các bạn hãy xem hết video này để có thể tự thi công cho gia đình mình mà không phải mất nhiều chi phí hay mất nhiều kinh tế để thuê nhân công bên ngoài nhé các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy những cái đường nét rất là long lanh, rất là thẳng chỉ sẵn thẳng lối, rất là đẹp luôn. Đường nét thợ bên mình thi công thì rất là chuẩn chỉ, không thể lỗi vào đâu được nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn có nhu cầu sử dụng những cái mặt hàng giá rẻ chính hãng thì hãy liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được sử dụng những cái sản phẩm chính hãng mà được bên mình phân phối bởi nhà máy uy tín nhất tại Việt Nam hiện nay nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể chiêm ngưỡng lại một lần này nữa này. Rất là đẹp luôn nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy video này hay, hữu ích đến các bạn thì hãy đừng quên đăng ký và bấm chuông kênh để theo dõi những video tiếp theo của bên mình đăng tải lên kênh YouTube nhé các bạn nhé. Và hãy nhớ chia sẻ video này đến cộng đồng mạng để các bạn bè, để người thân có thể theo dõi những cái thiết kế mà bên trang trí nội thất Thuận Phát thiết kế lên để đăng tải cho các bạn xem miễn phí và không mất một đồng phí nào nhé các bạn nhé. Như những đơn vị khác thì nếu các bạn cần muốn phối kết hợp màu thì các bạn sẽ phải trả cho bên đó một số tiền chi phí, nhưng bên mình thì không nhé các bạn nhé. Các bạn có thể xem video này hoàn toàn miễn phí và có thể tự thiết kế cho gia đình mình. Và hãy xem video này và hãy vào kênh YouTube của trang trí nội thất 3D, trang trí nội thất Thuận Phát để xem những video hướng dẫn thi công, cách thi công chi tiết nhất để các bạn có thể tự thi công cho gia đình mình và không phải tốn nhiều chi phí thuê nhân công bên ngoài nhé các bạn nhé. Và mình xin phép được khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.